Xin kính chào các bạn. Giờ là chiều ngày 22 tháng 8 năm 2019 ạ. Xin quay một clip với tiêu đề là Mưa thu đã tạnh. Mưa thu đã tạnh ạ. Vẫn cảnh cũ. Một giò nhạn. Một cồi nhạn khá khủng ạ. Nhưng mới có một ngồng đã nở. Và mưa thu đã tạnh cho nên hương nhạn dâng lên ngào ngạt các bạn ạ. Nhưng chủ đề chính của tôi là muốn thưa với các bạn về phi điệp. Đây ạ. Phi điệp tím ngày 22 tháng 8 năm 2019. Bởi dường như có bạn không tin rằng ở vườn lan này giờ vẫn còn phi điệp tím ạ. Đây ạ, mặc dù thưa thớt nhưng phi điệp vẫn nở hoa, dâng hương dâng sắc cho đời. Những cánh hoa sau khi mưa tạnh vẫn khá căng và có thưa thớt nụ chưa nở. Và cả những nụ hãy còn bé xíu ạ. Đây mời các bạn xem. Đây là một bông đã nở. Bởi mưa tầm tã mấy hôm nay cho nên mặt hoa không được căng ạ. Đây những cái nụ nhỏ xíu như thế này ạ. Có lẽ tuần sau, cuối tháng 8, vẫn mời các bạn thưởng lãm vài mặt bông lan phi điệp. Đó là nội dung chúng tôi muốn quay trong clip này để mời các bạn thưởng lãm. Bởi các bạn dường như nghĩ rằng tôi lấy những thước phim đã quay từ ngày xưa để mời các bạn thưởng lãm và bảo rằng quay bây giờ. Nhưng thưa các bạn đây ạ, có như vậy thôi ạ. Thưa các bạn, một clip ngắn Mưa thu đã tạnh để mời các bạn thưởng lãm vài mặt bông lan trong vườn lan khá mướt mát này. Còn một vài giò phi điệp nữa, nhưng bởi mưa những ngày vừa qua cho nên nở không được căng, chúng tôi không dám quay để dâng các bạn thưởng lãm. Thưa các bạn, qua một clip rất ngắn, mời các bạn thưởng lãm một chút vậy thôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Kính chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, nhà nhà an vui. Và cũng xin phép được kính chúc các bạn sẽ sưu tầm được những giò lan đẹp để cùng với bạn bè và người thân của mình thưởng lãm. Xin thân ái kính chào các bạn ạ.